Quý vị và các bạn đang được theo dõi mình test một trong những tuyệt phẩm loa được mệnh danh là thần sấm đến từ Japan, hoàn toàn không sai, với cặp loa Carnation model MS9500A. Một trong những cặp loa cực sang trọng khi trưng bày cho phòng khách mà như quý vị đang được thấy trước máy quay. Với chất âm của cặp loa này thì nó sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn karaoke và sở hữu chất âm chuyên nghiệp với uy lực của nó rất là mạnh. Quý vị có thể chơi được cho những căn phòng cực lớn, ví dụ như là từ 50, 100m, 150, 200m hoặc thậm chí là những không gian loãng. Với một cặp loa vừa thể hiện cho nghe nhạc tuyệt vời và đồng thời với karaoke, là một trong những model chuyên nghiệp sở hữu chất âm khi mà hát karaoke, hoàn toàn không tốn thêm bất kỳ một chút nào nữa để đầu tư cho mình một cấu hình vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Và đồng thời trưng bày cho phòng khách là một trong những tuyệt phẩm cực kỳ là sang trọng và rất đẹp. Mời quý vị cùng tham khảo trước máy quay với một cặp loa khá là hiếm hoi trên thị trường trong nước. Với cặp loa Carnation model MS9500G đến từ Japan, hàng được thanh lý từ siêu thị Japan về trực tiếp và hoàn toàn còn đang mới tinh, chưa qua sự sử dụng bất kỳ một giây phút nào. Có chiều cao sở hữu 1m và chiều ngang 41cm. Trọng lượng rơi vào 70kg. Tất cả phần thùng của nó được thiết kế thùng gỗ cực kỳ là chắc chắn và bọc da toàn bộ. Quý vị thấy rằng nó lại là thùng gỗ rất bền, và khi được bọc da thì chúng ta thấy rằng cái lớp da này nó sẽ bảo vệ cho phần thùng gỗ tới nhiều năm, rất nhiều năm mới có thể hỏng được cái thùng này. Tất cả còn đang mới, long lanh, bởi vì hàng siêu thị ở người Nhật chưa qua sử dụng bất kỳ một giây phút nào. Với phần thông số mặt trước, Carnation MS9500A được trang bị nguyên một cái bảng hợp kim nhôm và logo của thông số hãng. Chúng ta thấy rằng nó trang bị hai cái volume rất lớn, tương đương như là volume của Omni, trong đó một điều chỉnh cho giải trung âm, một điều chỉnh cho giải check. Với công suất của cặp loa MS9500 này, thiết kế ở mức nhỏ nhất lên tới 500W cho cả đôi, và được thiết kế 4 tuyến loa rất đẹp như chúng ta đang được thấy trước máy quay. Phần dưới cùng là một quả siêu bát, đây là quả đảm nhiệm chuyên biệt cho giải trầm. Những cái tiếng mà nó thả huỳnh mà chúng ta đang thưởng thức thì thể hiện dưới cái quả bát trúc phía bên dưới. Đường kính 28cm và đặc biệt thiết kế bằng màng carbon, được đan xen bằng các sợi carbon rất bền và đồng thời nó bóng như soi gương. Phần bên trên là một quả bát súp cũng đường kính 28cm, cũng màng carbon và gân vải xếp tầm dầu, đảm nhiệm chuyên biệt cho giải trầm chắc và cắt một phần trung trầm cho phía bên trên. Hai quả bát 28 tương ứng với một quả bát súp 50 kết hợp với hai cái lỗ hơi về mặt trước, và cái thùng cao 1m nhân với chiều ngang 41 mang lại uy lực cho cặp loa này, nó là vô địch trong phân khúc. Phần bên trên của Carnation MS9500 được thiết kế một trung càn gang siêu khủng, đường kính 16cm, củ lam châm từ của nó rất lớn. Một quả trung càn này tôi lưu ý với quý vị rằng có công suất là 260W. Phần trên cùng là một quả chắc càn họng tên lửa với đường kính 10cm cho phần mặt và có công suất 260W cho quả chắc càn và trung càn 260. Mỗi một quả bát súp 130W. Hai quả bát súp của nó ăn chung theo một giải của phân tần, nó sẽ có là 260W. Như vậy chúng ta thấy được rằng nó công suất rất lớn, 130 là 260 và 260 riêng biệt cho mỗi một quả chung và check phía bên trên. Chúng ta thấy rằng công suất của nó nếu như tối đa theo chế độ phân tần nối tiếp thì nó sẽ lên tới như vậy là 780W cho cặp Carnation này. Nhưng ở đây thì chúng ta lại thấy được rằng ưu việt nhà sản xuất người ta tính toán, mặc dù công suất của các loa rất gấu và nó được thiết kế theo chế độ phân tần chạy mạch song song và nó sẽ ăn công suất định mức dựa trên một loa, có nghĩa là trên một giải trầm 260W. Như vậy nó sẽ tối ưu hóa cho vấn đề phối ghép âm ly. Quý vị có thể phối ghép được rất nhiều dòng âm ly, bắt đầu từ Jaguar 203 hoặc thậm chí những con âm ly nghe nhạc bắt đầu từ Sunsui tầm 707 trở nên là có thể đánh tốt cho cặp loa Carnation model MS9500A Gold. Và chúng ta thấy được rằng nó rất là đẹp và rất là sang trọng. Nguyên 4 cái màng carbon bóng như soi gương và 4 cái mũi đỏ. Anh em người ta hay gọi vui rằng là mèo mũi đỏ là hoàn toàn chính xác. Rất đẹp và rất sang trọng trên nền màu mặt da màu đen.
Chưa hết, phần phía trên cùng nó còn thiết kế các cái tay cầm nhìn rất là dã chiến và chắc chắn. Với trọng lượng 70 kg cho cặp loa này thì quý vị thấy được rằng cực kỳ là đã cho mọi không gian 50-100m cho tới 200m hoặc là một số không gian loãng ở mức vừa phải. Quý vị có thể chơi nguyên cặp loa này cho vừa nghe nhạc lẫn cho karaoke. Rất là tuyệt vời và còn đang mới tinh. Với phân khúc tầm tiền ở ngưỡng trên 20 triệu đồng cho một tuyệt phẩm loa. Quá khủng. Công suất lớn và rất đẹp và sang trọng. Hoàn toàn rất xứng đáng, không bị đắt đỏ và không bị đội giá như là các dòng Bose. Ví dụ chúng ta so sánh với một cặp Bose ở ngưỡng thông thường 301 Series 3 hay 501, thậm chí rằng cặp 501 Series 4 thì nó đã có mức giá gần tương ứng với cặp loa siêu khủng này rồi. Trong khi chất âm thì chúng ta có thể so đo. Để nói rằng tiếng mic thì cặp Glacian này nó sẽ ưu việt hơn Bose 301, 601 Series 3 rất nhiều. Trong khi 601 Series 3 có giá tiền gấp đôi cặp loa này. Phần bên trên thì tôi đang phối ghép cùng với một con Crown CE2000TX đến từ Mỹ, sở hữu điện áp 120V và chạy 24 con sò sắt Mexico và 4 con sò trường. Nguyên nô này tôi mua nó là mới tinh, hàng chưa sử dụng. Các nút volume của nó đều còn nguyên nút bịt niêm phong, chưa dùng bất kỳ một giây phút nào. Kết hợp với một bộ mic Shure UGX23 4 râu dòng cao cấp nhất của Shure và một con vang cơ Rhinatic CS10. Dòng vang tối ưu nhất cho nghe nhạc và karaoke, trong đó chúng ta phải kể tới mạch Music Tone điều chỉnh âm sắc cực kỳ hiệu quả như là những con lọc tiếng cỡ vừa. Và phần điều chỉnh âm sắc cho mic thì theo một số con thì đều có. Ngoài ra chúng ta thấy rằng Echo Reverb Relay chỉnh cơ và tích hợp luôn chỉnh số với 8 số Reverb số có thể ưu việt nhất cho quý vị điều chỉnh mic. Đồng thời nó tích hợp đầy đủ những cổng tín hiệu cho quý vị cùng ăn chơi. Ví dụ kết nối Bluetooth từ điện thoại hát trực tuyến và giải mã bằng cổng quang trực tiếp từ trên TV xuống hoặc là cổng cắm AUX thông thường. Đây là một trong những cấu hình xịn sò, rất là sang trọng và rất là đẹp. Và chất âm của nó như chúng ta đang được thấy, nó là một trong những cấu hình tuyệt vời cho vừa nghe lẫn hát. Quý vị và anh em quan tâm, đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ. Và quý vị sẽ thấy rằng tôi sẽ cập nhật liên tục những tuyệt phẩm loa được tuyển chọn từ khắp các nơi trên thế giới. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định và quý vị sẽ có sự lựa chọn cho mình những tuyệt phẩm vừa nghe nhạc và vừa karaoke hay là một số thiết bị audio mà tôi sẽ mang tới cho chúng ta tham khảo rất nhiều trong những đoạn clip tiếp theo. Ngay ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng một số cặp Bose 501 Series 4 cũng được mới cập nhật, có những cặp còn như mới như khui thùng và có những cặp ở phân khúc vừa phải, rất nhiều cho quý vị lựa chọn. Rất là cảm ơn và cũng rất mong sự quan tâm, đăng ký kênh cũng như là ủng hộ của quý vị trên toàn quốc. Bây giờ mời quý vị lại cùng thưởng thức tiếp một chút nhạc Bolero trên cấu hình mà tôi đang phối ghép. Đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quý vị nghe qua tiếng mic của nó rất là đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Alo. Tiếng của nó rất là bay và rất chuyên nghiệp. Quý vị chơi một cặp loa full thì không thể so được tiếng với cặp Glacian này. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Quý vị thấy không ạ? Đó, mic tôi đang để trước mặt loa cách 1,5m. Chúng ta sẽ không thấy bị rú rít bất kỳ một chút nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cân giữa tiếng mic và tiếng nhạc, chúng ta sẽ thấy ưu việt của nó rất lớn và rất là chuyên nghiệp. 5, 6, 7. Tiếng mic đang to hơn tiếng nhạc rất nhiều. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Mặc người ơi, chăn nước còn đầy em đã...
anh đến trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn đau, đớn đau từng tiếng lòng người yêu. Trời đầy hai đứa ôm cách biệt hai nơi, lau mắt rồi thôi xin sáng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau lại yêu. Như vậy quý vị đã thấy được chất âm của dòng loa này sở hữu chất âm 2:1, chơi được các dòng nhạc từ bolero hay nhạc trữ tình hay nhạc hòa tấu hoặc remix, nó cho cảm giác như là được lên sàn. Và với karaoke thì đây là một trong những model chuyên nghiệp sở hữu chất âm rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của anh em trên toàn quốc, và cũng rất mong sự quan tâm đăng ký kênh và ủng hộ với kênh Toàn Audio Nam Định và 0966866552. Mình bán ship hàng toàn quốc, khi quý vị quan tâm tới bất kỳ một sản phẩm nào và có thể đặt cọc cho mình một chút, và mình sẽ ship hàng đến tận nơi xa nhất trên lãnh thổ Việt Nam cho quý vị hoàn toàn rất là yên tâm. Với kênh của mình, toàn bộ đồ đạc mình bán thì tuyển chọn nó khá là đẹp, như quý vị theo dõi những đoạn clip trên kênh của mình đăng hoặc là YouTube của Toàn Nam Định cũng như là Toàn Âm Thanh Bãi Nam Định, quý vị sẽ thấy được rằng rất là nhiều, vô số những sản phẩm audio cho quý vị cùng lựa chọn.